chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tây Dòng Tiền nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cầu Tám Động của quả lụ thành phố Vị Thanh. Ở đây cách cầu lẫm khoảng một vài trăm mét nha các bạn. Vào bên trong xem dịch vụ mai táng có trường hợp Ba Thi, Phúc Bảo đang để một phong hoàng có đánh quỷ nữa cả. Thấy bà con đến đông quá. Giờ quay cho các bạn xem. Sau đó đưa quan tài ra nơi phần mộ. Phía xa xa đó là trà màu đúng không ạ? Anh chăm này. Ủa đây là cưng thỏi bét á. Anh Dũng anh chăm. Thank you.
Thank you.
Yeah.